Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Trước đây khi các bạn mua một chiếc smartphone mới về thì thường các bạn sẽ dán ngay lên một miếng dây cường lực để có thể là bảo vệ cho chiếc máy đỡ bị cháy xước trong một số trường hợp, hay là thậm chí có thể bảo vệ cho cái màn hình nó đỡ bị bể vỡ khi các bạn có làm rơi rớt. Ví dụ như ở đây chiếc iPhone X của mình thì đã đang dán rồi, nhưng đây sẽ chỉ là một miếng dán thông thường mà thôi. Mình sẽ bóc đến cho các bạn xem. Ngoài cái khả năng chống chảy xước và cũng như là chống giảm thiểu cái tình trạng rơi vỡ ra thì nó sẽ không có thêm bất kỳ một tính năng nào khác, và cũng như là khi các bạn vuốt lên trên cái mặt kính này thì nó sẽ để lại khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có một miếng dán cường lực có nhiều tính năng hơn? Thì hôm nay ở đây mình đang có hai loại miếng dán cường lực mới, một loại thì nó là miếng dán chống nhìn trộm và một loại thì đó là miếng dán chống vân tay. Và bây giờ thì mình sẽ dán thử hai miếng dán này lên hai chiếc điện thoại của mình là chiếc iPhone 8 Plus và chiếc iPhone X ở đây để xem rằng là với hai miếng dán này thì nó có những ưu điểm gì và nhược điểm gì nhá. Và miếng dán này thì mình được tài trợ bởi cửa hàng Di Động Xanh, thế nên anh em quan tâm có thể tham khảo tại đây, bởi vì mình thấy mức giá nó cũng khá là rẻ, 120.000 cho một miếng dán. Và nếu như anh em nào mà mua máy ở đây thì anh em sẽ được tặng miễn phí cái miếng dán này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về cái miếng dán màn hình chống nhìn trộm trước đi. Với cái miếng dán này thì ở ngay bên ngoài đây nó sẽ ghi rất rõ đó là anti blue light, tức là nó sẽ giảm thiểu được cái ánh sáng xanh của màn hình, giúp bảo vệ mắt chúng ta tốt hơn khi mà sử dụng trong điều kiện thiếu sáng và cũng như là trong một số trường hợp nhất định. Ok, như vậy là mình đã dán thành công cái miếng dán chống nhìn trộm lên cái chiếc iPhone 8 Plus ở đây. Thì như các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình dán cái miếng dán này lên ấy, thì cái độ sáng màn hình nó đã bị giảm, và cũng như là cái ánh sáng xanh thì mình đã cảm thấy là nó cũng đã dịu đi một chút so với cái lượng ánh sáng ban đầu. Và cái thứ hai đấy là khi các bạn nghiêng này, bạn nghiêng sang một góc đó, các bạn thấy chưa? Cái màn hình của chúng ta ngay lập tức chuyển sang màu đen, và khi các bạn nhìn thẳng vào nó thì sẽ thấy rất là rõ. Và các bạn có thể quan sát qua đoạn video này, ở bên trái là chiếc iPhone 8 Plus lúc mà mình chưa dán miếng cường lực lên, và ở bên phải là chiếc iPhone 8 Plus mà mình đã dán cái miếng cường lực chống nhìn trộm lên. Thì các bạn có thể thấy rằng là độ sáng của chiếc máy nó đã bị giảm hẳn, và đấy chính là cái nhược điểm đầu tiên mà bắt buộc chúng ta sẽ phải hy sinh. Bởi vì là nếu như không có một chút can thiệp của cái màu đen, một lớp đen nhẹ ở trên màn hình, thì nó sẽ không thể nào mà tạo ra được cái hiệu ứng khi mà chúng ta nghiêng lên thì nó sẽ bị đen xì màn hình như thế này. Đó, và nghiêng đây cũng thế, và nghiêng xuống thì vẫn giữ nguyên, bên trên thì vẫn giữ nguyên. Và nói chung rằng là với cái miếng dán chống nhìn trộm này thì chúng ta sẽ phải hy sinh một chút về cái độ sáng màn hình để nó có thể là mang lại cái khả năng chống nhìn trộm từ hai bên. Và miếng dán này thì chắc chắn nó sẽ hướng tới một số đối tượng nhất định, ví dụ như những đối tượng cần một sự riêng tư, hay là những đối tượng cần một sự bảo mật tốt về những cái thông tin đang hiện trên màn hình thì nên sử dụng những miếng dán như thế này. Và mặc dù khi mà đi ra ngoài thì sẽ hơi bị khó nhìn một tí, hơi bị khó sử dụng một tí, bởi vì là nó đã làm giảm đi một lượng ánh sáng nhất định khi mà chúng ta dán nó lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay ra trải nghiệm với cái miếng dán, đấy là miếng dán chống bám vân tay. Thì ở đây nó sẽ có một chữ đó là Matte Glass. Matte tức là miếng dán nhám các bạn, giống như kiểu là nó sẽ tạo ra một cái bề mặt nhám lên trên cái kính cường lực này. Khi các bạn dán lên thì nó sẽ giảm thiểu lại cái tình trạng để lại mồ hôi dấu vân tay, từ đó nó sẽ giúp cho cái bề mặt chúng ta sạch sẽ hơn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, đấy là lau màn hình, rồi sau đó mới có thể là dán miếng dán lên. Nếu bạn nào còn đang thắc mắc về hai cái miếng nhỏ nhỏ mà mình xé ra thì nó sẽ là một miếng chứa cồn và một miếng là lau khô. Ok, như vậy là mình đã dán được cái miếng dán nhám lên, mặc dù là nó đang bị lỗi một phát ở đây do là nó có một hạt bụi chui vào. Nhưng mà qua đây các bạn có thể thấy rằng là với cái miếng dán này khi mà mình trải nghiệm ấy, mặc dù là tay mình thì nó cũng đang có chút dầu, như khi để lại này, đặt lên màn hình này thì gần như là cái dấu mồ hôi và vân tay của mình không hề để lại trên cái bề mặt này, từ đó nó sẽ mang lại cho các bạn một cái độ thẩm mỹ cao hơn khi mà sử dụng. Còn về góc nhìn của miếng dán này thì mọi người thấy rằng là góc nhìn của nó vẫn mang lại cực kỳ tốt, không hề ảnh hưởng một tí gì về cái trải nghiệm hiển thị nhìn của cái màn hình này cả. Và một cái điểm mà mình thấy nó sẽ hơi bị làm khiến cho các bạn khó chịu, đấy là do cái miếng này là miếng dán nhám, nên là khi các bạn nhìn vào cái phông chữ cũng như là những cái hình hiển thị trên cái màn hình này, nó sẽ không còn được mịn giống như là các bạn nhìn trực tiếp hoặc là nhìn
nhìn thông qua một cái miếng dán thông thường nữa. Thế nên đây là một cái điểm mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Rõ ràng mỗi miếng dán thì nó cũng sẽ đều có một cái ưu điểm riêng, nhưng song song với đó thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận một số nhược điểm. Ví dụ như là cái miếng dán chống nhìn trộm thì góc nhìn của nó sẽ bị hẹp lại, và cũng như là chúng ta sẽ bị giảm đi một chút về cái độ sáng của màn hình. Còn với miếng dán nhám thì chúng ta sẽ được một cái, đấy là không để lại một hồ dấu vân tay, tránh cái mất mỹ quan trong quá trình sử dụng. Nhưng mà điểm yếu thì nó sẽ khiến cái màn hình này mất đi cái độ mịn ban đầu. Và các bạn thấy sao về hai miếng dán này? Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn miếng dán nào, hay là các bạn vẫn sẽ lựa chọn miếng dán phổ thông như thế này để vẫn có thể bảo vệ được màn hình, song song với đó thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ mối trải nghiệm nào trên cái hiển thị của màn hình cả. Xin comment để lại cái sự lựa chọn cho các bạn ở phía dưới phần luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.